Sau 3 ngày nghỉ Tết Dương Lịch, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quay trở lại làm việc với không khí đầy khẩn trương, nghiêm túc. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm 2022, ngay từ sáng sớm, các cán bộ công chức viên chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Lào Cai đã có mặt chuẩn bị tài liệu cho ngày làm việc mới. Mặc dù số lượng người đến giải quyết công việc chưa nhiều, nhưng tại các bàn giao dịch đều bố trí đầy đủ cán bộ đón tiếp bảo đảm phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân. Trong năm 2022 là trung tâm là sẽ tập trung vào tham mưu để kết nối cái cổng dịch vụ công của tỉnh với lại các cơ sở liệu chuyên ngành của trung của bộ ngành trung ương khi mà đủ điều kiện để đảm bảo là cái sự đồng bộ nhất quán trong cái việc coi là thực hiện cung cấp thủ tục hành chính ở trên môi trường mạng. Tại các xã phường thị trấn không khí làm việc trong ngày đầu tiên của năm mới đầy khẩn trương và nghiêm túc. Các vị chính quyền mỗi địa phương đều quán triệt yêu cầu cán bộ công chức viên chức đi làm đúng giờ và bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tập trung sâu vào công tác đô thị. Trong đó thì muốn tạo ra một cái diện mạo đô thị nó có sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các phương diện Đầu tiên, đó là trật tự đô thị vệ sinh đô môi trường. Nó phải ngăn nắp sạch đẹp. Muốn làm được vậy chúng tôi đã giao cho ngay trước mắt đây xây dựng kế hoạch cao điểm trước trong và sau Tết và sẽ tham mưu cho Đảng ủy một cái nghị quyết lãnh đạo về công tác đô thị. Với tinh thần nghiêm túc ngay trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới 2022, các cơ quan đơn vị, cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai đều hăng hái thi đua lao động, quyết tâm cao trong công việc. Đây thực sự là tín hiệu đáng mừng để kỳ vọng cho năm 2022 với những thắng lợi mới, thành công mới.